Ngày 9 tháng 4 vừa qua, gần 30 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã đến tỉnh Bình Phước thăm khám sức khỏe, cấp thuốc và tặng quà cho khoảng 500 người dân nơi đây. Đây là hoạt động chính của Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác do Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước và Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Ninh phối hợp tổ chức. Hoạt động có sự tham gia của nhiều bác sĩ đến từ các khoa của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM như cơ xương khớp, tai mũi họng, khoa cấp cứu, thần kinh, v.v. Bệnh nhân đến khám chủ yếu là người dân tộc thiểu số, người cao tuổi thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đa phần họ đều mắc các bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, xương khớp. Đoàn từ thiện dày công là từ thành phố về đây mất tiền xăng dầu xe pháo và rất nhiệt tình với nhân dân. Các bác sĩ rất nhiệt tình và chu đáo, coi là hỏi cặn kẽ và dặn dò đến nơi chốn. Bên cạnh việc khám bệnh, các bác sĩ còn đưa ra lời khuyên về thói quen ăn uống, sinh hoạt để người dân biết cách chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Hoạt động không chỉ thể hiện trách nhiệm của người thầy thuốc đối với cộng đồng, mà đây còn là cơ hội để thế hệ bác sĩ trẻ trau dồi thêm kinh nghiệm. Đây cũng là một cái cơ hội để mình có thể tiếp xúc được và làm việc được với nhiều người, cũng như là có thể phần nào đó hiểu rõ được và cũng như là nắm rõ được các tình hình bệnh tật chung trong cộng đồng, đặc biệt là ở các tỉnh xung quanh thành phố Hồ Chí Minh. Trung bình cứ 2 tuần, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM sẽ tổ chức một chuyến khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân ở các địa phương khác nhau. Cuối tháng 4 này, bệnh viện sẽ tiếp tục hành trình vì sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho 1.000 người dân ở 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.